Trong giai đoạn 5 năm vừa qua, Chính phủ khẳng định việc thực hiện chủ trương cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đã được đẩy mạnh và thực chất hơn, công khai, minh bạch hơn theo cơ chế thị trường. Tuy vậy, nếu so với mục tiêu kế hoạch, thì tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hết sức chậm chạp với kết quả đạt được thấp ngoài dự kiến. Về thoái vốn, chỉ đạt 30% số lượng doanh nghiệp và 8% giá trị vốn theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Về cổ phần hóa trong suốt 5 năm, chỉ giải quyết được 178 doanh nghiệp, tương đương 28% kế hoạch đặt ra. Từ góc nhìn doanh nghiệp, hôm nay, Diễn đàn doanh nghiệp đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Vinachem xung quanh câu chuyện này. Thưa ông, nhiều ý kiến cho rằng việc chậm cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là do nút thắt từ Nghị định số 126/2017 NĐ-CP, cụ thể là câu chuyện định giá, xác định giá trị của doanh nghiệp. Vậy ông đánh giá như thế nào về vấn đề này và Vinachem bị vướng vào điểm nào trong Nghị định 126 thưa ông? Ở đây nó có hai vế. Một là về vấn đề thoái vốn và về cổ phần hóa, nó là hai cái nhóm khác nhau. Nhóm cổ phần hóa ấy, thì hiện giờ thì không phải một mình tập đoàn hóa chất mà nhiều tập đoàn tổng công ty là bị vướng là phương án sử dụng đất. Thế thì hiện giờ thì tập đoàn hóa chất cũng đã làm các cái kê khai đầy đủ, bởi vì tập đoàn hóa chất không thể tự phê duyệt cổ phần hóa mình được, mà phải là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa tập đoàn hóa chất công ty mẹ theo quy định của Thủ tướng ấy, thì tập đoàn hóa chất phải thực hiện cổ phần hóa công ty mẹ tập đoàn và công ty trách nhiệm một thành viên Apatit Việt Nam. Thế nhưng mà ví dụ như với Apatit chẳng hạn thì việc xác định được cái quỹ đất của họ là một vấn đề rất là lớn, bởi vì họ sự đơn vị khai thác khoáng sản mà. Thế cho nên là rất là và được hình và doanh nghiệp được hình thành cách đây 70 năm, thực chất là hơn 50 năm, 60 năm, từ những năm 50 mấy 60. Thế thì cái quỹ đất từ ga xe lửa cho đến tất tần những thứ hình thành lên, lịch sử đất đai nó rất là phức tạp, trải qua rất nhiều thời kỳ. Cho nên bây giờ việc mà xác định lại cái lượng đất đai, cái quỹ đất và cái mục đích sử dụng và tất cả các cái thứ, ví dụ như các hệ thống kho, hệ thống nhà ga, rồi hệ thống trạm sửa chữa các thứ đó, thì bây giờ thì việc xác định cái đất này, quỹ đất và phương án sử dụng đất thì tập đoàn đưa lên, nhưng mà còn phải các cơ quan có thẩm quyền, ví dụ như là Ủy ban Quản lý vốn, Bộ Tài chính, rồi thì là địa phương phải có ý kiến. Thì khi có được phương án sử dụng đất rồi thì lúc bây giờ mới đi đến các cái bước cổ phần hóa. Nếu mà chưa có phương án đấy thì, và hiện giờ theo như chúng tôi được biết thì kể cả tập đoàn hóa chất cũng như là một số tập đoàn tổng công ty đang vướng là cái việc là cái phương án sử dụng đất. Thì cái này thì cũng tôi nghĩ rằng là nó có những đơn vị tập đoàn hóa chất là không, cũng là tương đối nhiều, nhưng mà nếu so với những một số đơn vị khác thì còn ít hơn nhiều. Thì cái việc xác định cái phương án sử dụng, xây dựng xong cái phương án sử dụng đất ấy, là một cái việc mà không, kể cả cơ quan quản lý cũng không phải là một lúc cũng ngần đến người để đi kiểm tra rồi xác định rồi thì là nó kia, nó cũng đòi hỏi một cái thời gian. Thì đấy chính là một trong cái trường hợp của việc cổ phần hóa. Thế còn nó cái quỹ đất xong rồi thì lúc bây giờ mới xác định giá trị doanh nghiệp thì là nó lại không phải là, tôi nghĩ không phải là vấn đề lớn. Thế còn là vấn đề thoái vốn thì tập đoàn là có một số đơn vị là phải thực hiện việc thoái vốn theo cái quy định của Thủ tướng. Trong cái đề án tái cơ cấu là thoái vốn, tức là giảm từ chi phối thành không chi phối, và qua những cái thì là thoái về không, tức là thoái hết. Thế thì hiện giờ là cái việc mà thoái vốn thì giai đoạn đầu chúng tôi ngay từ năm 2018 là chúng tôi bị vướng vì lúc bây giờ là theo quy định thì phải xác định giá trị lịch sử văn hóa. Thì xác định giá trị lịch sử văn hóa là cái điều mà nó rất là khó và chúng tôi phải chờ hướng dẫn, mà riêng cái chờ hướng dẫn đấy cũng mất một thời gian khá dài. Thế rồi thì khi định giá xong rồi thì nó lại vào đúng cái kỳ suy thoái của thị trường chứng khoán, thì dẫn đến tình trạng là mình không thực hiện thoái được với các đơn vị của họ không mua. Và cái thứ nữa là quan điểm rằng là có thể là có nhiều quan điểm khác nhau, nhưng có cho rằng là bảo thôi thì mình thoái từ 51 xuống 36 để vẫn không chi phối nhưng mà vẫn có quyền phủ quyết được một số vấn đề. Thế nhưng mà như vậy thì nhà đầu tư
người ta chỉ mua được có hơn 10 phần, trên 15% thôi, vì từ 51 xuống 36 thì có 15-16% thôi, thì người ta cũng không đủ để chi phối và nó bị phân tán, thì dẫn đến tình trạng là nhiều khi người ta không mong muốn, vì nhà nước vẫn còn phần vốn ở đấy. Thế thì cho nên là cũng có ý kiến cho rằng là nếu mà đã để thì để trên 51 để nhà nước chi phối, còn nếu mà không thì thoái được là thoái hết, thì để các doanh nghiệp người ta vào người ta làm. Cái này nó là thuộc về quan điểm. Thì vừa rồi chúng tôi cũng đã có cái báo cáo đánh giá về cái kết quả thực hiện cái đề án tái cơ cấu giai đoạn 17-20, báo cáo Ủy ban Quản lý vốn và đề xuất một số cái đề xuất cho giai đoạn là 21-25. Thì hiện giờ cũng đang chờ Ủy ban để Ủy ban có xem xét, có ý kiến Ủy ban Quản lý vốn nhà nước có ý kiến, thì từ đó báo cáo với cả Thủ tướng để xin phê duyệt cho một cái giai đoạn mới về thoái vốn. Thế thì vậy thì ở đây nó phải cần phải tách bạch ra hai nhóm, một cái nhóm là các cái công ty đã được thực hiện cổ phần hóa rồi và bây giờ thực hiện thoái vốn khỏi họ, thì tất nhiên những cái đơn vị này cũng có vấn đề về đất đai. Tôi nói ví dụ như là công ty cổ phần cao su miền Nam theo đúng quy định là nằm trong danh sách là thoái vốn. Thế nhưng mà vì nó có những cái lô đất do lịch sử để lại từ thời trước giải phóng, rồi thì tiếp quản hồ sơ giấy tờ nó chưa đầy đủ, rồi thì là đất ý thì nằm trong quy hoạch, rồi thì là không được thuê, không được gia hạn, rất là nhiều các cái, và dẫn đến vướng mắc. Có khi cả công ty cao su Việt Nam chỉ có một cái lô đất nhỏ nhỏ thôi, thế nhưng mà lại vẫn cứ tắc và không làm được xác định được giá trị doanh nghiệp, để mà bởi vì là đất ý thì bây giờ thì thuế đất hàng năm, trả tiền hàng năm thì tính như thế nào, và tức là sẽ ra làm sao, quyền của đơn vị như thế nào, lợi thế về đất đai ra làm sao, thì không tính toán được, dẫn đến tình trạng là nó bị ách tắc. Hay là có những cái đơn vị vì nó cũng bị vướng, một số đơn vị cũng ở ngoài, cái này chúng tôi đã có báo cáo chi tiết. Thì thực ra mà nói là cái gốc của vấn đề vẫn là vấn đề về cái tài sản lớn nhất ở đấy, trong các quá trình xác định điểm mà thoái vốn là vấn đề là cái quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất của các đơn vị. Đấy, rất nhiều đơn vị bị vướng mắc về vấn đề đất đai mà làm cho cái việc mà thoái vốn cũng gặp phải khó khăn. Đấy. Thì vừa rồi thì vừa mới đây tháng 12 thì cũng Bộ Tài chính cũng đã trình, Chính phủ cũng đã có một cái nghị định mới để hướng dẫn, để điều chỉnh. Nhưng mà đến tháng 12 rồi thì chúng tôi không kịp cái thời hạn của quyết định 16 là năm 16-20 nữa. Và bây giờ sang giai đoạn 21 rồi thì lại phải xây dựng phương án mới, đề án tái cơ cấu mới. Thì cho nên là chúng tôi hy vọng rằng là tới đây thì sẽ những cái nút thắt sẽ được tháo gỡ, thì mới đẩy nhanh được quá trình tái cơ cấu cổ phần hóa.